Hello, chào các bạn. Như đã nói ở video clip kỳ trước thì trong video clip này mình sẽ nói cho các bạn về ngân hàng số, digital banking. Đầu tiên, ngân hàng số là cái gì? Ngân hàng số là việc số hóa tất cả các hoạt động, các sản phẩm dịch vụ hoặc là các cái chương trình của ngân hàng ở góc độ truyền thống mà trước đây mà chúng ta chỉ có thể thực hiện khi mà chúng ta tới chi nhánh phòng giao dịch. Chúng ta sẽ tìm hiểu tới hai khái niệm, một là online banking ngân hàng trực tuyến và digital banking ngân hàng số thường chúng ta thấy là hiện nay ngân hàng số chúng ta hay gọi là ngân hàng số nói chung bản chất hiện tại nó chỉ mang tính là online banking mà thôi tại vì sao tại vì về bản chất nó chỉ là mang tính là chuyển đổi những cái hoạt động giao dịch với khách hàng thôi chúng ta sẽ có là các hoạt động về các cái giao dịch tài khoản và dịch vụ tài khoản nè ví dụ mở tài khoản nè ví dụ là dịch vụ quản lý tài khoản vân vân nè thứ hai là những dịch vụ về mặt tín dụng và cho vay Thứ ba là những cái sản phẩm thanh toán như dịch vụ thanh toán. Thứ tư là những dịch vụ quản lý tài chính, các bạn thấy là những dịch vụ giống như quản lý tiền nè, quản lý đầu tư nè, và cuối cùng là những cái dịch vụ khác những dịch vụ cộng thêm, ví dụ như các bạn thấy là những dịch vụ về thẩm định giá, dịch vụ tư vấn tài chính, dịch vụ về bảo hiểm. Thì tất cả những cái dịch vụ đó các bạn thấy bản chất hiện nay khi mà chúng ta chuyển đổi, chúng ta hay gọi là chuyển đổi số thì hầu như là những cái này chỉ là mang tính là chúng ta có thể giao dịch online thôi và mang tính giao dịch online thì bản chất cũng chỉ là online banking tức là ngân hàng trực tuyến thôi chứ chưa đạt được cái mức độ digital banking. Để đạt được digital banking, chúng ta phải bao gồm cả chúng ta chuyển đổi số cả những hoạt động bên trong. Các bạn thấy ngân hàng mặc dù ở bài trước mình đã nói về các hoạt động ngân hàng nó đã có rất nhiều hệ thống số hóa, rất nhiều hệ thống thông tin. Tuy nhiên, các cái hoạt động công việc trong đó vẫn còn làm tay, vẫn còn giấy tờ rất là nhiều. Ví dụ những hoạt động về mặt trình ký, trình tá, những hoạt động về mặt sale marketing, những hoạt động về mặt tele sale vân vân, ví dụ như vậy. Thì tất cả những hoạt động đó hiện nay ngân hàng rất rất là cố gắng số hóa. Tuy nhiên cũng gặp một số cái vấn đề là ở thời điểm mà làm video clip này cũng có rất nhiều hoạt động nó chưa có số hóa được. Bản thân như các bạn thấy vẫn có những hoạt động ví dụ như là chatbot để mà chăm sóc khách hàng, để mà trao đổi, hỗ trợ khách hàng. Tuy nhiên có rất là nhiều vấn đề trong quá trình là Thật sự sản phẩm dịch vụ rất là phức tạp Dẫn tới là đôi khi là chúng ta sẽ Cần những cái góc độ tư vấn về mặt con người Rồi thứ hai nữa là nhiều khi người dùng bản thân Ở thời điểm làm video clip này Nó cũng không hề có thói quen Liên quan tới việc là chúng ta chat với robot Chúng ta vẫn vẫn thích là chúng ta chat với người sống người thật hơn nó có cảm xúc hơn cho nên thấy là các bạn thấy là chúng ta cần phải chố hóa rất là dài hạn rất là dài lâu để mà chúng ta có thể đạt digital banking. Để đạt được một cái digital banking thực thụ là thật sự chúng ta sẽ có non branch bank, tức là không có chi nhánh. Thì và cũng như tất cả mọi thứ khác nó đều thực hiện online. Thực hiện online, thực hiện số hóa từ bên trong cho tới bên ngoài. Thì chúng ta mới đạt được một cái khái niệm về mặt digital banking. Đây thì cũng là một cái mà các bạn thấy là như mình nói, đó, chúng ta muốn đạt được digital banking, chúng ta phải có một cái môi trường rất là số hóa tất cả mọi công việc hoạt động đều số hóa còn hiện nay nội cái chuyện trình ký trình tá còn phải làm tay đủ thứ trên trời dưới đất quy định của pháp luật quy định ngân hàng nhà nước vẫn chưa có mở ra những cái yêu cầu về chữ ký số nè con dấu số nè những hoạt động chứng từ giấy tờ số hoặc là những cái thông tin chính phủ điện tử để mà ngân hàng có thể kết hợp và thực hiện hoạt động số hóa các bạn thấy đây là một câu chuyện rất là dài hơi và đòi hỏi rất là nhiều cái phối hợp của các bên liên quan khác nhau chứ không phải chỉ có riêng ngân hàng số hóa là được. nhìn lại cái hệ thống ngân hàng số thì ở đây các bạn thấy để ngân hàng số nó là một cái lớp integration có thể là nó mang tính ở lớp thứ hai là một cái lớp tích hợp nội bộ để mà có thể kết nối vào những cái hệ thống nội bộ ngân hàng ví dụ như là hệ thống co banking hệ thống crm hệ thống switching vân vân. tại vì sao nó vẫn phải là lớp tích hợp? tại vì Core Banking nó luôn phải được bảo vệ rất là chặt chẽ và Digital Banking thực sự là nó là một cái gì đó ra bên ngoài có rất là nhiều rủi ro về mặt tấn công. Chính vì vậy cho nên lớp Digital Banking vẫn là một cái lớp kết nối, một cái lớp tích hợp vào cái Core Banking. Chúng ta cùng xem Digital Banking nó có cái thành phần gì. Đầu tiên là những cái Digital Banking đơn giản nhất là những cái máy ATM. Automatic Teller Machine, cái tên của nó là những cái giao dịch viên tự động. ATM, rồi kiosk, ở đây thì ở Việt Nam đôi khi chúng ta thấy ít cái này ở Việt Nam chúng ta có thể thấy là những cái sân bay những cái sân bay và chúng ta có những cái máy check in online check in tự động tự check in đó. chúng ta có thể giao dịch ngân hàng y chang những cái atm gì đó online banking là như mình đã nói mobile banking payment agent chúng ta kết nối với những cái bên cộng thanh toán bên những cái ví điện tử chatbot không phải ở đây không phải chỉ đơn thuần là chăm sóc khách hàng đâu mà chatbot ở đây có nghĩa là chúng ta sử dụng tương tự cái IBM này nó nó có những cái công cụ thông minh những cái giao dịch viên thông minh AI để mà chúng ta xử lý giao dịch xử lý thanh toán bank teller giao dịch viên số API API để mà kết nối với bên thứ ba lát chúng ta nói về những cái API và những cái hệ thống đa kênh các bạn sẽ hiểu cái vai trò của API và cuối cùng là một cái hệ thống thanh toán hệ thống an toán on cloud và dễ dàng scale dễ dàng mở rộng dễ dàng xử lý thì nhìn trong cái sơ đồ này các bạn thấy digital banking đang bước tới cái sự phát triển khá là nhiều liên quan tới giao dịch bên ngoài còn cái việc giao dịch bên trong xử lý công việc nội bộ bên trong thì vẫn chưa có thấy nhiều đúng không ạ à. tuy nhiên bây giờ chúng ta đã thấy là chúng ta bắt đầu nói là nó tới digital banking người ta vẫn còn định nghĩa khá là nhiều về mặt giao dịch bên ngoài thôi còn biến thành một cái ngân hoàng số hóa 100 phần trăm chỉ có máy móc chỉ có hệ thống thì vẫn chưa có những cái mô đồ một cách cụ thể liên quan tới cái hệ thống digital banking như vậy. Rồi tiếp theo, các bạn thấy cái quá trình phát triển của hệ thống digital banking, tất cả mọi thứ tất nhiên nó phải xoay quanh cái core banking nhưng chúng ta sẽ có các cái giai đoạn như sau. Chúng ta sẽ có bao gồm các cái giai đoạn là đầu tiên là customer experience tạo nên cái những trải nghiệm số hóa, những trải nghiệm đa kênh, những trải nghiệm mà online dành cho người dùng khi mà giao dịch ngân hàng. Tiếp theo là sẽ kết nối với các fintech kết nối với các fintech để mà có thể mở rộng sản phẩm dịch vụ tại vì fintech á, là những cái đơn vị công ty mà cung cấp các dịch vụ tài chính rất là hiện đại dẫn tới là nếu như ngân hàng muốn phát triển thì chúng ta phải kết nối với các fintech để mà xử lý các cái công cụ xử lý các cái công việc một cách dễ dàng và hiện đại hơn và cuối cùng á, là trong quá trình mà chúng ta phải phát triển về mặt quy trình đây là một cái sự phân biệt rất là rõ ràng là chúng ta phải clear rõ cái khái niệm giữa quy trình truyền thống và quy trình số chúng ta không thể nào mang áp đặt nguyên cái quy trình truyền thống lên cái quy trình số được đã số hóa thì quy trình cũng phải tương ứng với việc số hóa Chúng ta không thể nào mang cái quy trình phức tạp chậm chạp của ngân hàng truyền thống lên cái quy trình số hóa được. Cũng như đồng thời chúng ta phải có những cái automation về mặt quy trình xử lý công việc, xử lý quy trình, những cái machine learning để mà có thể tự động hóa cái công việc hàng ngày. Càng ngày đã ứng dụng công nghệ thì phải càng đơn giản chứ không thể nào mà phức tạp được. Thì một trong những yếu tố mà các bạn hay bị nhầm lẫn đó là khi mà chúng ta nói về chuyển đổi số chúng ta hay tưởng tượng là chúng ta mua những cái công nghệ, những cái phần mềm gì đó và áp vào quy trình cái đó không phải là chuyển đổi số cái đó chỉ là ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công việc thôi còn chuyển đổi số các bạn phải có rất là nhiều cái thành phần khác nhau và rất là nhiều cái công việc mà chúng ta cũng phải làm và đặc biệt một trong những cái vấn đề của chuyển đổi số đó là chúng ta phải có quy trình số chứ không phải là chúng ta áp dụng công nghệ phần mềm vào là chúng ta hiểu là chuyển đổi số Ngân hàng không bị chuyện này Ngân hàng cũng đã trải qua rất là nhiều chuyện Là ngân hàng áp dụng công nghệ Từng phần, từng phần, từng phần Dẫn tới nó không có sự liền mạch Và ngân hàng thật sự bây giờ Nó bắt đầu là phải chuyển đổi cả quy trình số ứng Ví dụ như các bạn thấy là quy trình EKYC Mở tài khoản, ví dụ như vậy Tất cả mọi thứ đều phải theo một cái quy trình đơn giản gọn nhẹ So với cái quy trình mà chúng ta Cầm chứng minh thư Mang ra ngân hàng để mà mở tài khoản Thì tương tự như vậy Thì tất cả các khái niệm về mặt chuyển đổi số chúng ta luôn phải có định nghĩa rõ ràng về mặt quy trình và khác biệt hoàn toàn với mà quy trình truyền thống. Rồi, uh, như hồi nãy mình đã nói là chúng ta tìm hiểu về mô hình ngân hàng đa kênh. Ngân hàng đa kênh là sao? Mô hình ngân hàng đa kênh đó là bình thường các bạn thấy là ngân hàng phải tự build những cái sản phẩm về mặt số hóa, chức năng tính năng đa dạng hay không? Nó phụ thuộc vào cái team product của ngân hàng, phụ thuộc vào timeline và thuộc vào thời gian rất là nhiều. Nhưng bây giờ đối với cái khái niệm về kết nối về mặt Open API thì chúng ta có thể kết nối với bên thứ ba, các fintech, các cái công ty công nghệ để mà đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ. Thì cái việc là chúng ta chỉ cần kết nối API thôi. Còn lại thì cần dịch vụ nào thì chúng ta cứ sử dụng dịch vụ của bên thứ ba, không có cần thời gian để mà phát triển gì hết. Thì ở đây là một cái mối quan hệ win-win giữa ngân hàng và các công ty công nghệ, các công ty fintech vân vân. Tại vì các công ty fintech, các công ty công nghệ người ta sẽ tập trung vào việc phát triển sản phẩm của họ. Còn việc ngân hàng chỉ là tích hợp vào để mà đa dạng hóa cái sản phẩm của mình. Ngân hàng mở. Ngân hàng mở là một cái khái niệm khá là mới ở thế giới và Việt Nam. Thì cái nguyên lý của ngân hàng mở đó là ở góc độ bình thường các bạn sẽ thấy là data, dữ liệu được sở hữu bởi ngân hàng. Nhưng cái cốt lõi của ngân hàng mở đó là dữ liệu được sở hữu bởi người dùng. Ví dụ như các bạn thấy là chúng ta Thường là chúng ta xài 10 ngân hàng, chúng ta phải tải 10 cái app ngân hàng để mà chúng ta coi số dư chẳng hạn Thì ngân hàng mở tại vì dữ liệu được sở hữu bởi người dùng mà, bởi khách hàng mà Cho nên đứng ở một ngân hàng, chúng ta có thể xem số dư ở tất cả các ngân hàng mà chúng ta có sở hữu Thì các bạn thấy là đầu tiên là bên cạnh cái chuyện là cái việc Open Banking Nó là mở cái sự kết nối, cái sự thích hợp cho cái ngân hàng đa kênh thì cái việc ngân hàng mở nó tạo thành một cái hệ sinh thái ngân hàng rất là rộng khắp. Ngoài ra thì các bạn thấy ý là cái việc sử dụng ngân hàng mở như vậy, ngân hàng không còn là chủ sở hữu của dữ liệu nữa. Tất cả mọi thứ là dữ liệu thông tin là của chúng ta mà tại sao ngân hàng này sở hữu đúng không ạ? Thì đây là một cái góc độ rất là mở về mặt ngân hàng. Ngoài ra các bạn thấy là bây giờ các ngân hàng nó luôn có hoạt động theo chi nhánh phòng giao dịch. Mà chi nhánh phòng giao dịch đâu có thể nào mà chúng ta có thể mở được tất cả mọi nơi trên thế giới này. Chính vì vậy, cái mô hình ngân hàng mở này vì cái việc mà open về mặt dữ liệu, open về mặt hoạt động dẫn tới là chúng ta có thể kết hợp được với những cái công ty mà chúng ta có cái mạng lưới rộng. Mình lấy ví dụ như là nếu ngân hàng kết hợp với bưu điện, ngân hàng kết hợp với bách hóa xanh, ví dụ như vậy thì thay vì chúng ta phải tới tận chi nhánh phòng giao dịch để mà thực hiện các cái hoạt động ngân hàng, các cái sản phẩm dịch vụ, ví dụ như là mở tài khoản, ví dụ như là chuyển tiền, ví dụ như là nạp tiền, ví dụ như là thanh toán hóa đơn vân vân thì bây giờ chúng ta có thể kết nối qua hệ thống của ngân hàng với hệ thống của bưu điện, với hệ thống của bách hóa xanh vân vân để mà chúng ta có thể thực hiện các giao dịch ngay tại bách hóa xanh, ngay tại bưu điện. Thì các bạn thấy chúng ta thấy là đôi khi có rất là nhiều nơi vùng sâu vùng xa, giữa nhà ở tới ngân hàng nhiều khi cách nhau 50 60 cây số không giỡn đâu các bạn. Thì làm sao mà chúng ta có thể mở rộng mạng lưới hết tất cả được? Thì chúng ta phải có cái khái niệm về open banking để mà chúng ta có thể mở rộng mạng lưới kết nối với các cái chuỗi kết nối với các cái công ty mà tổ chức nó có những cái chuỗi rộng có mạng lưới rộng để mà chúng ta có thể triển khai các hoạt động ngân hàng rộng khắp hơn thì cái đó người ta gọi là agent banking mô hình ngân hàng đại lý các bạn thấy là từ cái mô hình ngân hàng mở này về những cái kết nối hàng ngân hàng số này kết nối về mặt dữ liệu này vân vân thì chúng ta có rất là nhiều các cách mô hình khác nhau mà chúng ta có thể mang ngân hàng tới từng ngõ ngách của đời sống công dân qua cái video clip này các bạn thấy là ngân hàng số là một cái hoạt động rất là tiềm năng và có rất là nhiều cái hướng phát triển cho các bạn. Chúng ta có thể là thực hiện các cái hoạt động và chuyển đổi những cái giao dịch truyền thống lên online, lên trực tuyến. Chúng ta sẽ có những cái công việc mà chúng ta cần phải phát triển những cái hệ thống, những cái quy trình nội bộ để mà chúng ta có thể chuyển đổi số các cái công việc hàng ngày. Ngoài ra thì các bạn thấy về việc chuyển đổi số, chúng ta có những cái mô hình ví dụ như là Open Banking giúp cho chúng ta có thể mở rộng mạng lưới của ngân hàng cũng như từ những cái đó chúng ta có thể đạt được những cái về thanh toán không dùng tiền mặt giúp cho người dân có thể tiếp xúc với các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng một cách chặt chẽ hơn. Hy vọng ở video clip này sẽ giúp được cho các bạn về những cái thông tin liên quan tới sự phát triển của ngân hàng số. Hai lúa chào các bạn!